Oh wow, chào anh DIC. Gơm. Từ dạo ra quả bài gì đấy, gì đấy, gì đấy, flexing, flexung, các kiểu, vòng vàng, ô tô, các thứ, các thứ. À, bây giờ nghe cái quả tên nó có sang mồm không? Em chào anh DIC. Gơm đéo mẹ. Như từ nông thôn lên thành phố. Không dám gặp mày ơi, giờ tụi mày nổi tiếng hơn tao rồi. Mày nổi hơn tụi tao chứ độ má, giờ tụi tao có ai biết là ai đâu ba. Đồ ba, bây giờ mà đi quán cà phê nào cũng chừng. Ô, cái anh này quen lắm nè. Cái anh này coi cái tên gì quen lắm nè. Cái anh này là cái anh Rick Choi đi ICD rồi nè. Rolling đúng không? Ok. Xem mẹ và con đĩ đá từ hồi mẹ đi du học Úc về mẹ và làm ăn như nào. Tao mang giấm vớt tao chửi chết mẹ. Logo nhà tài trợ nha con đĩ nha ơi. Mẹ mày về sau mẹ có thể mẹ tháo quả logo nhà tài trợ ra mẹ nhìn cho nó expensive một tí được không? WBA ô tô bây giờ không con đĩ. Đi mẹ có beat này giống sample bài mascot vậy. Vãi lồn ninja. Đồ mà con đĩ giờ này con đĩ qua Úc con đĩ tập gym đồ con đĩ. Tao đéo hiểu tại sao mẹ nhà. Đéo hiểu tại sao nhà con đĩ thì rõ giàu luôn má. Mày coi con đĩ mặc cái quần nè. Ê mẹ mày xem vải nó có lưỡi tưởi không. Mày đau đầu thiệt sự. Vãi lòn trời đất ơi. Cái đèn đúng rồi có tiền. Miệng nhà giàu có gan có tép. Có tiền thuê đèn xịn vô. Nhìn cái mặt láng cốm. Đi mẹ, nhìn cái này, giống đeo cái ý gì đâu nhưng mà hồi mà tôi tập ở CD Gym tôi thấy sáng sớm, man and PT hay ngồi nói chuyện với nhau giống cái cảnh này mẹ lộn. Thề ở lộn, đánh răng à. Đánh răng rửa mặt à. Bây giờ cái tay làm cái đéo này. Try drop me down, go spinning up, spinning up, out those. Oh, wanna drop me out, nobody gonna stop me now. Anh em rolling in the house, take a mic out, let's go. Anh em bay trên cao, we go spinning up, spinning up, out, out, out. Try drop me down, go spinning up, spinning up, out those. Oh, wanna drop me out, nobody gonna stop me now. Anh em rolling in the house, take a mic out, let's go. Anh em bay trên cao, we. Tôi có ngày tôi sẽ huấn luyện Long Chì. Long Chì có hình xăm rồi. Tất cả những gì Long Chì cần là một cái nón Finnington và một cái áo ba lỗ đen. Tôi sẽ huấn luyện Long Chì. Rồi một ngày mẹ con sẽ thấy mẹ khi mà tôi quay MV, mẹ chúng ta sẽ có một người vong cỡ này trở lên. Mà dù bị đứt dây chằng, tôi đã mẹ hạ quả quyết tâm rồi. We go straight up, pow, pow, pow. Turn the play, use the pill to pay. Ai sợ nó đứng trên tay. Mày chịu rap tiếng Việt rồi à? Đồ mít để tưởng để anh nào ở bên Tây về không? Cái tiếng Anh tiếng U quá. Shorty đâu bay trên mây. Number ta đi đến chỉ can go. Say the 4K đâu mà condo. Fuck hay the hole with your mango. AP jam with the Lambo can. Thằng này cũng cho mình làm money man. Bang ngạc cao cho nó đi đen. Thằng này cũng lôi vòng cho đi đen. Thằng này cũng mơ chỉ cần mang tôi vang tới tập. Cho đi đen gì này? Có đầu tư DBZ không? Đi chó. Trả lời cho chú Bi biết có đầu tư DBZ không? I'm fit đơn giản bằng trend bang giờ. Đâu chỉ cool không cần che ngang giờ. Nhưng mà khi tôi đi cho đi gang. I'm still in the pit, try drop me down. Go, still in the pit, those. Oh, wanna drop me out. Nobody gonna stop me now. Anh em rolling in the house. Take a mic out, let's go. Anh em bay trên cao, we go. Still in the pit, try drop me down. Go, still in the pit, those. Oh, wanna drop me out. Nobody gonna stop me now. Anh em rolling in the house. Cái lồn nó nói sao? Khó chịu. Đồ má mà nhìn quả mâm chất lượng thiệt. Mấy em gái muốn biết anh là ai. Ai xin quân. Mày là ăn đĩ đá chứ là ai. Mày là ăn đĩ đá mà. Là ăn đĩ đá. Không biết nó là ai thì để anh chỉ nhá. Giới thiệu với em lần này là ăn đĩ đá. Fuck
that, she gonna shake that. I'ma take that, ain't gon' fake that, yeah. Rap never sound like me. You wanna bounce like me. Wanna live like, wanna be like me. Fuck wanna cheat, wanna be like me. Chơi bời drop FPS hả? Thấy mẹ sao lại bị drop FPS, ta bực mình vãi lìn nhờ. Ok. Để từ mẹ tôi suy nghĩ sau. Có anh em nào mẹ biết khắc phục quả tình trạng này không thì anh em chat lên kênh chat giúp tôi nha. Nhưng mà bài này là một bài bắt tai. Bài này là một bài mặc dù nói gì nói chứ đi đá làm bắt tai. Bài là một bài làm tương đối là về cả mặt visual lẫn về mặt kiểu quốc tế, cái kiểu thì đã làm được chuyện đó. Nhưng mà nếu mà chỉ những người nghe lyrical rap nghe thì tôi nghĩ là sẽ không tìm thấy được ở bài này nó có một cái gì đấy động lại lắm. Đấy là thẳng thắn như vậy. Mặc dù là thằng đá là bạn tôi, thằng Rick ICD cái đồng quầy đó, ok, whatever you call them, là bạn tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà tại vì nó như này, tại vì đá nó quay trở lại cuộc chơi này với tư cách là một người debut hoàn toàn mới, thì người ta khi nhìn vào cái sản phẩm này, người ta sẽ phải đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của một tân binh, đúng không? Tại vì nó đã nghỉ quá lâu rồi và những cái mà nó đã có ở trước đó ít nhiều á, là nó cũng đã mất đi cũng khá nhiều rồi, đúng không? Cho nên là khi mà đánh giá lăng kính một tân binh á, thì ngoài cái việc mà đánh giá chất lượng của sản phẩm ra mắt ra, thì họ sẽ còn đánh giá xem là người này sẽ có triển vọng phát triển như thế nào, và sẽ phát triển theo cái hướng nào. Và thực sự mà nói thì đây là một sản phẩm bắt tay, tôi không phủ nhận được đó. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà đá nó tôi hy vọng là nó sẽ tìm ra một cái hướng đi mới cho cái dòng này, cũng là cho cái quả delivery của nó, là cái kiểu viết nhạc của nó. Chứ còn bây giờ thì tôi nghĩ là nó sẽ khá dễ bị một màu. Mặc dù đây là một sản phẩm bắt tay, không thể nào chối cãi được mức độ đầu tư của nó. Như là có đợt nó bảo nó quay MV chắc là bài này rồi, quay nghe đồn hơn cả 100 triệu cơ mà. Sản xuất âm thanh đồ thì cũng tương đối là có sự đầu tư.